Xin chào tất cả các bác và anh em. Buổi chiều hôm nay em nhận được rất nhiều vang số của các anh em gửi đến chương trình. Ở trong đó có một chiếc X12 của cái bác ở Đồng Nai gửi đến cho em kèm theo cái bộ mic này. Và bác này là trước đây đã gửi vang số cho em chương trình. Bác rất hài lòng ý và bây giờ thì bác lại mua của một cái đơn vị ở Thái Bình. Chiếc vang số X12 này là chiếc vang số hàng bãi TNZ Sa mua của một cái đơn vị ở Thái Bình. Và một chiếc X10 của chúng em ở Bến Tre. Bác này ở Gia Lai này, bác này Gia Lai trước đây cũng đã gửi ở vang số cho em căn chỉnh mấy chiếc rồi này. Và đây là chiếc GDS10 Pro của chú em Hải Dương. Thế còn chiếc S700 này thì của chú em gửi cho em nhưng em chưa rõ tỉnh nào. Còn JBL thì ở Lâm Đồng. Thế thì một cái điều như thế này. Các anh em là cái người đam mê âm thanh ấy thì chắc là cũng biết đơn vị này. Biết đơn vị này bởi vì là cái đơn vị này là thường xuyên live stream này. Dở ruột gan linh kiện ra để mà giới thiệu các anh em và đến nhà là dùng RTA này, đến nhà dùng RTA để mà làm vang số. Bác này là ở Đồng Nai đã gửi vang số cho em căn chỉnh và cái đơn vị này là thường xuyên là như vậy, là live stream dở ruột gan ra để mà giới thiệu các anh em cũng như là đến tận nhà cài đặt dùng máy móc để đó đạt. Thì tí nữa các anh em sẽ thấy được rằng là như vậy là một người là như vậy là kinh nghiệm effect và một người là kinh nghiệm dùng máy xem như thế nào. Thì bác này ở Đồng Nai đây. Bác này Đồng Nai sử dụng cho một đôi loa full, một loa giáp loa dựng. Bác này là sử dụng súp, cũng là súp dựng mà một đôi loa full bát 40. Hàng dựng và như vậy là check thì hơi đanh hơi chói. Thế còn đây là chiếc vang số của cái bác ở Gia Lai. Làm dịch vụ. Bác này là ở Gia Lai làm dịch vụ cũng đã gửi vang số cho em căn chỉnh. Thì em cũng đã test qua rồi, là như vậy là nếu FX không hay ấy thì có đấu đi đâu nó không hay được đâu. Nếu như FX làm không hay thì có xuống mix có thể là sử dụng equalizer nâng tiếng hay là live mixer nó cũng không hay được đâu. Thì bây giờ như thế này, bây giờ là đây là chiếc vang số X12 của cái bác ở Đồng Nai và mua của một cái đơn vị ở Thái Bình. Đây các bác thấy rằng là chính xác luôn nhá. Và cái đơn vị này thì em cũng làm khá nhiều rồi đấy, dòng Vina X3 X5 bản quyền. Cái đơn vị này thì em làm lại là cả Vina X3 X5 cho đến là như vậy là X12 hàng bãi, rồi Siso, rồi các cái dòng Siso. Thì bây giờ thế này, thì các bác anh em sẽ nghe thử chất âm của cái cấu hình cũ nhá. Các anh em thử nghe cái cấu hình cũ ở trên chiếc vang số này. Đây, kê lên để cho các bác anh em có thể là dễ nhìn này. Dễ nhìn. Kê để cho các anh em có thể dễ nhìn về cái giao diện đi. Dễ nhìn. Cho gần vào đây. Đây. Cho gần vào đây để các anh em có thể là dễ nhìn về cái cũ và cái mới nhá. Cái cũ và cái mới. Thì bây giờ là sẽ gọi chế độ E cho 1 này. EC1 này. Mỗi một đơn vị bán hàng, mỗi một đơn vị cài đặt ấy thì sẽ có một cái tên riêng nhá. Của em thì em hay làm là như vậy là sáng tiếng rồi sáng hơn rồi dày tiếng. Nhiều dì vọt hoặc ít vang nhại. Thì đây là cấu hình số 1 này. Đi mic EQ này, mic A này, mic B này, FX này, E cho A, E cho B, dì vọt, phần main này, đây là phần main. Đi mic compressor không làm, sâu dao, canter này, súp này. Và bây giờ sẽ thử chất âm nhá, thử chất âm ở, và cũng thử luôn cái bộ mic của bác này luôn này. Bộ bác này là gửi cho cái bộ mic màu trắng này, có tên là K8800. Bộ mic K8800 nhé. Đây là cấu hình cũ, các anh em sẽ nghe cấu hình cũ mà bác này bác mua ở đơn vị Thái Bình này. Đây. 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6. Cái cũ là để 33, cái cũ là để 33 đấy.
Dòng này thì thường em để là 30 31 thôi nhá. 31 này. Mấy cũ để 33. Cho mic to lên để các anh em nghe dễ đây, để 20 nhá. Mic để 20 này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9. EC2 này. Đây là EC2 nhá. EC2. Music này. Mic. Limit đầu vào không làm. Cái limit đầu vào nó sẽ gate đầu ra. Đây là mic. Đi mic EQ này. Cái này đi mic EQ nhá, không làm các chức năng limit. Phần mic này. Phần mic thì cũng không làm cái cái này là cái limit này. Cái nó sẽ gate không làm. Trên dòng vang số X12 ấy mà muốn hay ấy thì chúng ta phải làm cái này này. Cái limit ở trong cái phần mic EQ này. Phải làm cái limit đầu vào này, cái noise gate. Mic main. Phần main. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6. Tiếng nó ủng ngục ấy, nó lệch lạc về effect mà tiếng nó lại mờ, nó ủng ngục ấy, nó không sáng. Mic là cái limit, cái noise gate. Phần effect không hợp lý. Phần đầu ra thì như vậy là tỷ lệ không hợp lý rồi, cái limit compressor. Bây giờ chế độ 3 này. Revert này. Bán thì dễ mà các bác, quan trọng nhất là làm thế nào để cho các bác anh em dùng được thôi, chứ còn nhập nhiều về xong livestream bán hàng thì dễ không mà. Đây là chế độ revert này. Music này. Limit EQ này, mic này. Xem chế độ gì vậy. Revert thì vẫn dùng như vậy là E cho A là 80, E cho B 100. Đặt tên là revert vậy thôi, nhưng mà các bác thấy rằng là cái vấn đề mà đưa cái gì đưa cái E cho này quá nhiều thế này. Đây 40. 1 1 1 1. E cho A B vẫn có. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 47 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Là làm cấu hình revert, nhưng các bác thấy rằng là E cho A là 80, E cho B là 100, revert 40, đầu ra E cho A 70, E cho B không dùng, revert 50 làm sao mà dùng được. Nhạc này. Nhạc này. Nhạc. Đây chế độ nhạc rồi. Nhạc. Nhạc này không hay rồi. Nhạc này không hay rồi. 1 1 2 3 4 5 6. Và bây giờ thử để cho bác này bác hãy yên tâm nhé. Em tranh thủ làm, bởi vì là em cũng có việc chuẩn bị cưới cậu con trai, cho nên là tranh thủ làm luôn cho các bác nhé. Đây là một cái cấu hình mà bây giờ thế này. Để hết về reset đi nhá. Để hết về reset đi. Để hết về reset đi. Bây giờ sẽ để hết về reset nhá. Tất cả là để reset. Để reset hết nhá. Các anh em thấy là đây là một cái cấu hình mà em chỉ có làm FX không rồi này. Đây một cấu hình chỉ làm FX không nhá. 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Bác thấy rằng là đây là một cấu hình mà em chỉ có làm mỗi phần effect thôi. Và các phần nâng cao thôi. Còn chưa làm về cái quay dơ nhá. Mà chất mic nó đã như này rồi, nó chân thật tự nhiên tình cảm rồi. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Và cũng rà soát luôn một cái chiếc vang số của cái bác ở Gia Lai nhá. Bác này làm dịch vụ. Bác này làm dịch vụ này.
Đây là X12 mới mà. Đây là X12 mới này, các bác sẽ thấy là chiếc X12 mới của bác Đồng Nai. Đây là đang kết nối với lại chiếc X12 hàng mới của bác Đồng Nai nhá. Đây là chiếc X12 hàng mới. Thì các anh em sẽ thấy như thế này. Bác này thì làm dịch vụ. Đây, bác này làm dịch vụ. Làm dịch vụ và có yêu cầu như vậy ghép với bàn mixer này. Thì em chia sẻ rồi, như vậy là nếu như mà lại bác không hay ấy thì đưa đi đâu cũng không hay được đâu. Bây giờ sẽ gọi chế độ số 1 rồi này. Lúc nãy em mở thử nhạc thấy nó chóe chóe chóe. Nãy mở thử nhạc chiếc vang số X12 hàng bãi, hàng mới của cái bác ở Gia Lai này. Chiếc X10 thế, chiếc X10 nhạc chóe chóe. Đây là chiếc vang số X12 hàng mới của cái bác ở Gia Lai. Của Gia Lai đây. Thế bây giờ là sẽ gọi chế độ ra này. Để các anh em thấy được như này. Đây chế độ số 1 này. Và chuyển mic nhé. Bây giờ sẽ chuyển mic sang chiếc hàng mới này. Bây giờ đang kết nối chiếc vang số của cái bác ở Gia Lai. Mà bây giờ sẽ chuyển dùng luôn cái mic của cái bác ở Đồng Nai. Hàng mới. Đây. Đây là chiếc vang của cái bác ở Gia Lai. Hàng mới nhá. Và thử luôn cái bộ mic. Bộ mic này là cái bộ mic vừa thử trên chiếc vang của cái bác ở Đồng Nai gửi đến này. Thì bây giờ lấy luôn cái tiếng mic của cái mic này xuống chiếc X12 hàng mới nhá. Xuống X12 mới này. Các anh em sẽ nghe này. Đây là cấu hình số 1 này, music này, DBQ này, mic 1 này, mic 2 này, effect này, ECHO A57, B là không dùng. Rất nhiều những chiếc vang số X12 các anh em gửi đến cho em là ECHO B không dùng nhé. Rất nhiều những chiếc vang số X12 của các anh em gửi đến cho em Văn Trình thì ECHO B không dùng. Nhà sản xuất ra không thừa đâu. Phần main này. Đây. Mic cho để không. 111. Cái này chắc bác muốn làm cái với bản sơ đây. 111 không dùng. Gì vợt này. Ở phần main thì chiếc vang số của bác ở Gia Lai này thì phần mic thì bỏ. Phần mic bỏ. Chắc bác này là bác ấy muốn lấy tiếng mic ở trên mixer à? Muốn lấy tiếng mic. Lấy mic trên bàn mixer. 111. Không có tiếng. Không có tiếng. Tự dưng. Hết. Nói chung là căn chỉnh như thế không được rồi. Thôi bây giờ thử một chế độ của em này. Thử một chế độ của em nhé. Để xem là X12 hàng mới với lại hàng bãi nó như thế nào. Chưa có. Đây. Cổ. Đây. Bây giờ bạn lên nhé. Cục đẩy. Ở kênh bên này. Một. Bây giờ cái của em trước này. Bây giờ lúc nãy là do chưa vặn cái cục đẩy ở cái kênh bên tay phải. Bởi vì em kết nối có một loa ở đây. Cái bên trái này vừa rồi là thử ở trên chiếc vang X2 hàng bãi. Màu tím. Còn bây giờ là cái kênh bên phải cục đẩy này là sẽ thử trên chiếc vang của cái bác ở Đồng Nai này. Bác ở Đồng Nai nhá. Bác Đồng Nai. Ở đây cấu hình em làm sơ sơ này. Phần music này. Đi mic EQ này. Mic 1 này. Mic 2 này. Effect này. Effect đây. Phần main này. Su dao này, canter này, sub này. Bây giờ sẽ thử nhá. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6. Đây là một cái cấu hình mà em chưa căn chỉnh về cái phần âm sắc. Các bác thấy rằng là chất mic nó cũng được rồi. 1 1 1 2 2 3 4 5 6. Bây giờ mới gọi thử cái 1 ra xem nào. Lúc nãy chưa vặn cục đẩy. Bây giờ thử thử mở cái karaoke của cái cấu hình trên chiếc vang số mới xem nào. Đây là chiếc cũng là EK880. Xem thử xem nào. 1 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
chế độ số 2 là gì vọt, chế độ số 2 là gì vọt này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9 chất nó bị lệch lạc mất rồi. Đây là chế độ gì vọt. E cho B100, E cho A không dùng, E cho A không dùng, E cho B100, dì vợt 62, phần main. E cho A71, E cho B không dùng, dì vợt 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xem thử chế độ E cho xem như thế nào. Đây là các bạn anh em đang nghe ở trên chiếc vang số X12 hàng mới của người bác ở Gia Lai làm dịch vụ. Làm dịch vụ này. Đây chế độ E cho. E cho A100, cho B100, dì vật 100. Chế độ E cho nhưng vẫn để dì vật 100. Ở đây dì vật để 6. E cho B21 và E cho A là 93. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Chế độ music này thì chế độ music này chắc chẳng mấy đâu. Và đây chúng em bên Tre có gửi cho em chiếc con số X10 vàng đen này. Chế độ music, đây là chế độ music này, chế độ music. 1 1 1 1 1. Và đây là chiếc vang số của chú em ở Bến Tre, căn chỉnh như thế này. Đây lướt lướt qua một chút. Đây thử thử luôn mic này, cũng dùng luôn cái mic của bác Đồng Nai. Bây giờ các anh em sẽ nghe cái cấu hình số 1 ở trên chiếc vang số. Xem nào. Music này. Để các bác thấy rằng như thế này. Nãy em mở thử nhạc ở trên chiếc X10 này, tiếng nhạc chê chê chê. Mic này. Effect này. Main này. Canter này. Sub này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6. Làm sao dùng được các bác? Với một cái chất âm effect như này làm sao dùng được? Đây câu hình số 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 này. 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chú này mãi Bến Tre, cũng biết em lâu lắm rồi, cũng trao đổi cũng lâu lắm rồi. 1, 1, 1, 1, 1. Và bây giờ các anh em sẽ nghe một cấu hình mà chưa căn chỉnh nhé, chưa làm về equalizer, tức là âm sắc. 1 này, mic này, music. Music này, mic này, effect này, main này, canter này, sub này, sâu dao. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Effect này là cũ để 30 nhưng mà để tầm 33, 34 nhé. 34 này. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Các bác thấy rằng là một cấu hình chưa làm về âm sắc nhưng mà chất âm nó đã khá đẹp rồi. Thì cái mục đích của chúng ta là phải làm effect cho sạch sẽ, chân thật, tình cảm. 34 là đẹp nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì em cũng lướt qua những chiếc băng số này bởi vì em cũng chuẩn bị có công việc cho nên em tranh thủ làm. Thì trong quá trình làm thì em rà soát để như vậy các anh em có thể xem được những chiếc băng số các anh em gửi đến trong văn trình và nghe được cái chất âm mà em có thể là test qua.
Thì em nghĩ rằng là chắc chắn rằng là những chiếc vang số này các anh em nhận lại là sẽ có những cái chế độ khá hay, khi mà em sẽ làm lại cho các anh em.